Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Nghị định gồm 25 điều, quy định rõ về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Việc xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão phải phù hợp với quy hoạch phát triển cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên của từng vùng, từng địa phương, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đồng thời tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Khi có bão, áp thấp nhiệt đới, tàu cá và các loại tàu thuyền khác được vào tránh trú bão không phải nộp phí. Nghị định cũng nêu rõ cấm các hành vi phá hủy, lấn chiếm, tháo gỡ gây hư hại các công trình, trang thiết bị của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, xả dầu thải, chất bẩn, chất độc, chất có hại, nước thải bẩn, rác sinh hoạt, vứt bỏ phế thải không đúng với quy định, thực hiện các hành vi gây cản trở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải công bố danh sách các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên phạm vi cả nước trước ngày 1 tháng 4 hàng năm, thống nhất quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trong toàn quốc. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn của địa phương. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2012. Nhiễm khuẩn bệnh viện là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tình trạng quá tải trầm trọng ở các bệnh viện hiện nay đã tạo điều kiện nguy cơ nhiễm khuẩn ngày càng gia tăng. Nhiễm khuẩn bệnh viện là nhiễm trùng người bệnh mắc phải trong thời gian nằm viện mà không có triệu chứng lâm sàng hoặc đang ủ bệnh tại thời điểm nhập viện. Đây là loại nhiễm khuẩn thường do vi khuẩn gây nên và thường xuất hiện sau 48 giờ nhập viện, dẫn tới nguy cơ bệnh chồng bệnh. Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho biết, điều tra cơ bản cho thấy tỷ lệ nhiễm khuẩn ở bệnh viện tại Việt Nam trong khoảng từ 5 đến 8% và có một số bệnh viện tỷ lệ này lên tới trên 8% số người nhập viện. Và hậu quả của tình trạng này sẽ là những bệnh nhân phải gánh chịu. Theo các chuyên gia y tế, có tới 40 đến 50% số trường hợp nhiễm trùng mắc phải ở bệnh viện có thể tránh được nếu như được tuân thủ nghiêm các biện pháp thực hành chống nhiễm khuẩn. Biện pháp phòng tránh đơn giản và hiệu quả hiện nay là người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hay dung dịch sát khuẩn. Thưa quý vị và các bạn, theo một thông tin mà chúng tôi mới nhận được, thì vào hồi 8 giờ 30 phút sáng nay, một nam thanh niên đã bất ngờ xông vào trường mầm non 10A trên đường Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khống chế hai bé 3 tuổi. Hàng trăm cảnh sát đã bao vây ngôi trường để tìm cách giải cứu. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, công an đã vào được bên trong, đưa được một số học sinh ra ngoài. Đến 10 giờ 15 phút, công an đã tiếp cận lớp học và khống chế được đối tượng bắt cóc. Truyền hình Thông tấn sẽ cập nhật những thông tin về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau nhiều giờ bị chặn để tiến hành kiểm tra do nghi ngờ có thiết bị quân sự, vào sáng 10 tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép chiếc máy bay dân sự của Syria được cất cánh. Trong cuộc kiểm tra này, Thổ Nhĩ Kỳ đã thu giữ một kiện hàng thuộc diện cấm đưa lên máy bay dân sự, song không cho biết thêm chi tiết. Sau 9 giờ bị buộc phải hạ cánh để khám xét tại sân bay Esenboga ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 11 tháng 10, chiếc máy bay chở khách A320 của Syria có hành trình từ Moscow đến Damas đã được phép cất cánh. Trên máy bay có 35 hành khách, trong đó 17 người là công dân Nga. Hiện phía Nga đã liên hệ với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, yêu cầu giải thích rõ về vụ việc này. Theo phía Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức an ninh nước này đã thu giữ một kiện hàng thuộc diện phải kê khai khi đưa lên máy bay dân sự theo quy định hàng không. Tuy nhiên, bộ này không nói rõ đó là hàng gì. Ankara cho biết sẽ giữ lại kiện hàng này để làm rõ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đưa ra cảnh báo các hãng hàng không của nước này không nên bay qua không phận của Syria để tránh bị Damas thực hiện các biện pháp trả đũa. Căng thẳng trong quan hệ giữa Ankara và Damas đã tiếp tục leo thang sau vụ 5 công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực biên giới hai nước thiệt mạng do trúng đạn pháo từ phía Syria. Ngày hôm qua, 10 tháng 10, Tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez, đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Nicolas Maduro làm phó tổng thống mới của nước này. Đây là sự thay đổi nội các đầu tiên kể từ khi ông Chavez tái đắc cử nhiệm kỳ 4 hôm 7 tháng 10. Ông Chavez đã công bố quyết định bổ nhiệm phó tổng thống mới tại lễ tuyên bố chính thức thắng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức.
Chúng tôi chúc mừng ông Nicolas Maduro thành công trên cương vị mới, đồng thời sẽ ủng hộ ông ấy hết lòng. Ông Maduro là người đã từng đảm đương nhiều cương vị khác nhau trong suốt nhiều năm. Xin chúc ông may mắn. Ông Maduro, 49 tuổi, là một phụ tá tin cậy lâu năm và luôn hết lòng ủng hộ chính phủ cánh tả của Tổng thống Chavez. Ông đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela từ năm 2006. Trước đó, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng cầm quyền Venezuela. Phó Tổng thống tiền nhiệm là ông Elias Hoa Milano sẽ tham gia tranh chức Tổng thống Miranda với ông Enrique Capriles, người đã thua cuộc trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa rồi. Sự sắp xếp này được xem là một nỗ lực nhằm giúp Đảng Xã hội Thống nhất cầm quyền có thể giành chiến thắng tại cuộc bầu cử các thống đốc bang vào tháng 12 tới. Trước đó, ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 7 tháng 10, Tổng thống Hugo Chavez đã kêu gọi thúc đẩy đoàn kết toàn dân nhằm đối phó với những thách thức mới trên mặt trận chính trị, đồng thời cam kết hợp tác với phe đối lập nhằm thu hẹp bất đồng. Ông cũng đã quyết định thành lập một siêu bộ mang tên Bộ Văn phòng Thư ký, có nhiệm vụ giám sát công tác điều hành của chính phủ ở cấp trung ương cũng như địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành pháp. Theo quy định, Tổng thống Chavez sẽ chính thức nhậm chức nhiệm kỳ mới vào ngày 10 tháng 1 năm 2013. Như vậy là trong gần 14 năm cầm quyền lãnh đạo đất nước Venezuela, Tổng thống Hugo Chavez đã thực thi nhiều chính sách xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo, cải thiện đáng kể đời sống cho các tầng lớp dân nghèo. Và chính điều này đã khiến cho ông Hugo Chavez một lần nữa được người dân tín nhiệm. Tuy nhiên thì ông Chavez cũng sẽ phải đối mặt với không ít những khó khăn trong nhiệm kỳ mới. Có lẽ hơn một thập kỷ trước, hàng nghìn người dân Venezuela sinh sống ở các khu ổ chuột chỉ có thể nằm mơ tới những bình thường mà là xa xỉ như điện, nước sạch hay một mái nhà đúng nghĩa thực sự. Nhưng mọi việc đã đổi khác kể từ khi nhà lãnh đạo cánh tả Hugo Chavez bắt đầu nắm quyền lãnh đạo đất nước 14 năm trước. Gia đình bà Ana Silva có nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày mình được sống trong một ngôi nhà có đầy đủ điện nước thế này nếu không có chương trình hỗ trợ nhà ở được Tổng thống Chavez đưa ra. Khi tôi có được căn hộ này, thực sự tôi không dám tin vào mắt mình. Tôi rất biết ơn chính phủ đã giúp tôi có được như ngày hôm nay. Không chỉ có chương trình hỗ trợ nhà ở, nhiều chương trình phúc lợi xã hội khác mà Tổng thống Chavez ban hành đã giúp cải thiện đời sống cho những người dân nghèo. Hơn ai hết, những người dân Venezuela sinh sống ở Barrio Petare, khu ổ chuột lớn nhất Mỹ Latin, là những người hiểu rõ điều này nhất. Trong suốt nhiều thập kỷ trước, họ không bao giờ được tiếp cận tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Tổng thống Chavez thực thi chương trình phòng khám miễn phí dành cho người nghèo. Ơn Chúa, phòng khám này đã giúp đỡ tôi và mọi người, nhất là trẻ em ở đây rất nhiều. Chúng tôi biết ơn Tổng thống Chavez, ông đã làm rất nhiều cho chúng tôi. Đây là những điều không thể tin được. Không chỉ có thế, những người dân từ khu ổ chuột trên núi cao cũng đã có cơ hội xuống thành phố học hành và tìm việc làm nhờ hệ thống đường xe điện được chính phủ xây dựng, mở ra cuộc sống mới cho dân nghèo. Rõ ràng là người dân nghèo ở Venezuela đã có cuộc sống mới tốt đẹp hơn dưới chính quyền của Tổng thống Chavez, song quốc gia Nam Mỹ này vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Những khó khăn do ảnh hưởng chung từ tình hình ảm đạm của kinh tế thế giới, những vấn đề việc làm, hòa hợp xã hội đang chờ đợi ông Chavez giải quyết trong nhiệm kỳ 6 năm tới. Xin chuyển sang một thông tin khác. Bức tranh kinh tế của Tây Ban Nha tiếp tục ảm đạm. Hôm qua, tổ chức xếp hạng Standard & Poor's đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm nợ công của Tây Ban Nha xuống sát mức kém nhất, với lý do là nền kinh tế nước này đang chìm sâu trong suy thoái, trong khi Madrid không có nhiều lựa chọn để đối phó với tình trạng này. Trong thông báo của mình, S&P đã hạ hai bậc tín nhiệm nợ công của Tây Ban Nha từ mức 3B hoa cộng xuống còn 3B hoa trừ, tức là chỉ cao hơn một bậc so với xếp hạng rác. Đây là lần thứ ba trong năm nay S&P hạ bậc tín nhiệm của Tây Ban Nha. Quyết định của S&P cùng với triển vọng kinh tế tiêu cực của Tây Ban Nha cho thấy nước này đang đối mặt với nhiều rủi ro lớn trong tăng trưởng kinh tế và ngân sách, cũng như thiếu định hướng rõ ràng trong chính sách của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone. Mức xếp hạng mới của S&P cũng tương đương đánh giá về Tây Ban Nha của cơ quan xếp hạng tín nhiệm khác là Moody's. Hiện Moody's cũng đang xem xét tiếp tục hạ bậc tín nhiệm của Tây Ban Nha. Trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch hiện đang đánh giá Tây Ban Nha ở mức 3B hoa, cao hơn một bậc so với xếp hạng của hai tổ chức trên, song cũng có đánh giá tiêu cực về triển vọng kinh tế nước này. Chính phủ Tây Ban Nha không có bình luận về quyết định của cơ quan xếp hạng tín dụng. Từ đầu năm nay, Tây Ban Nha đã rơi vào tình trạng suy thoái sâu với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25%, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách trong năm nay theo yêu cầu của Liên minh châu Âu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của Truyền hình Thông tấn.
Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.